Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Ngày hôm nay, đấy, chúng ta sẽ cùng ở đây cùng với chị để chúng ta có thể hướng dẫn cũng như là ôn luyện một cái dạng mà chị nghĩ rằng là ở buổi hôm trước các bạn hỏi chị khá là nhiều. Đấy là chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ngắn, những cái câu hỏi đọc hiểu về phần nghị luận xã hội như thế nào. Đấy, buổi hôm trước khi mà chị hướng dẫn các bạn về đọc hiểu tác giả tác phẩm, về nghị luận văn học, những cái câu hỏi đọc hiểu ví dụ như là hoàn cảnh sáng tác, đúng không ạ? Hay là tác phẩm đó là ai, tác giả đó là ai, và thể thơ là gì, nhan đề của tác phẩm là gì, thì các bạn hỏi chị có rất nhiều câu hỏi về cái dạng nghị luận xã hội. Vậy thì cùng là những câu hỏi nhỏ, những câu hỏi đọc hiểu nó chiếm từ 0,5 đến 1 điểm, thì chúng ta sẽ trả lời nó như thế nào, đúng không? Đấy, thế thì ngày hôm nay cái nội dung buổi livestream chị muốn hướng dẫn cho các bạn chính là việc chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi đọc hiểu thông qua ở đây. Ngày hôm nay thì không phải chị hướng dẫn cho các bạn phương pháp nữa, mà chị có một cái đề để chúng ta thực chiến luôn. Đấy, chúng ta có thể xem cái đề này, hướng dẫn đề này cùng với các bạn. Vậy thì từ những câu hỏi có trong một cái đề đọc hiểu nghị luận xã hội thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào, đúng không nào? Đấy nhá. Rồi, thế thì những bạn có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay, chúng mình có thể để lại cho chị một comment được không? Chúng mình có thể comment ở đây được không ạ? Những bạn nào đã có mặt trong buổi livestream rồi, chúng mình hãy để lại cho chị một comment xem sao nhá. Đấy, để xem là trong ngày hôm nay thì đang có những độ tuổi như thế nào xem live của học văn chị Hiên đến từ trung học cơ sở. Đấy, những bạn nào đã có mặt trong buổi live ngày hôm nay và em đang là 2K mấy, đúng không? Em có thể comment để chị biết được không nào? Chúng mình có thể comment để chị biết được không ạ? Các bạn ơi, khi mà chúng mình xem live nhá thì chúng mình đừng ngại ngần, được không ạ? Các bạn đừng ngại khi mà các bạn comment. Đấy, chị rất là khuyến khích việc các bạn comment mà. Đó, từ đó thì chúng ta mới có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Và đấy, và chúng ta cũng có thể làm sao ạ? Chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chị. Rất khuyến khích các bạn đặt câu hỏi, bởi vì các bạn cũng biết, đúng không? Những bạn nào mà xem livestream nhiều của chị thì cũng biết là học văn chị Hiên luôn sẵn sàng giải đáp câu hỏi nào của các bạn thì cũng cố gắng giải đáp. Dù đó có phải là cái câu hỏi mà chúng ta đúng vào cái chủ đề ngày hôm đấy hay không, hay là bất cứ câu hỏi về tác phẩm, tác giả, hoặc là về những cái dạng đề nâng cao, chị cũng đều giải đáp cho các bạn mà, đúng không nhỉ? Rồi, chị chào Kiều Vi nhá. Những bạn nào đã có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay có thể để lại comment này, hoặc là chúng ta để lại cho chị những câu hỏi. Và chúng ta đang là 2K mấy, chúng ta cũng có thể comment ở đây, đồng ý không? Để xem là có phải là ngày hôm nay chỉ có 2K9 xem live không? Đấy, hay là chúng ta sẽ có thêm những bạn nào nữa, đúng không ạ? 2K mấy nữa, đó. Ừ, rồi chị đã thấy một số bạn đang có mặt trong buổi live ngày hôm nay, đúng không nào? Bộ đề này lấy ở đâu vậy ạ? Đây là cái bộ đề của khóa đọc hiểu. Của khóa đọc hiểu qua video. Đấy, của khóa đọc hiểu. Thế cho nên là bộ đề này thì các chị đã chưa triển khai tặng em ạ. Đấy, thế cho nên là những bạn nào mà muốn sở hữu những cái bộ đề cũng như là những video đọc hiểu thì các bạn có thể nhắn tin về fanpage để được các chị admin tư vấn nhá. Ồ, mai em thi khảo sát, may quá hôm nay chị like à. Rồi, thế thì nếu như mà Kim Khánh có bất cứ câu hỏi nào để có thể phục vụ cho cái việc là ngày mai em thi khảo sát, hoặc là Kim Khánh đang yếu về phần nào này, hay là em muốn chị giải đáp những cái câu hỏi về nghị luận văn học hay nghị luận xã hội, thì em cứ comment ở đây, chị sẽ cố gắng nhá. Chị sẽ cố gắng là chúng ta sẽ cố gắng cùng với nhau giải đáp, được chưa nào? Chị chào Minh Phương. Rồi, đã có một số bạn tham gia buổi live ngày hôm nay rồi, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi live ngày hôm nay nhá, đồng ý không ạ? Ngày hôm nay thì có một cái nội dung mà chị nghĩ rằng là khá là thú vị, và nó cực kỳ cần thiết cho các bạn khi mà các bạn làm cái dạng đề nghị luận xã hội. Bởi vì các bạn ở Hà Nội hay thậm chí là những bạn mà ở những tỉnh thành khác, thì các bạn bây giờ các bạn cũng thi theo một cái dạng, đấy là gì ạ? Không chỉ là một cái đề nghị luận xã hội là em suy nghĩ gì về cái này, em suy nghĩ gì về vai trò của cái này, đúng không? Hoặc là nêu vai trò, nêu ý nghĩa của một tư tưởng đạo lý, một hiện tượng đời sống nào nữa. Mà bây giờ thông qua những câu hỏi ngắn, đúng không các bạn? Thông qua những câu hỏi đọc hiểu, thông qua một đoạn văn cho trước, các bạn sẽ phải trả lời một hệ thống câu hỏi. Đấy, một hệ thống câu hỏi.
Trước khi các bạn viết cái đoạn văn hoặc cái bài văn nghị luận xã hội thì các bạn sẽ phải trả lời một hệ thống câu hỏi. Hệ thống câu hỏi này nó sẽ dao động số điểm nhá, từ 0,5 đến 1 điểm. Từ 0,5 đến 1 điểm cho hệ thống câu hỏi đọc hiểu của nghị luận xã hội. Nó sẽ hỏi về rất nhiều thứ. Đấy, và mỗi dạng thì nó sẽ lại có một cách hỏi khác nhau. Thế nhưng mà ngày hôm nay đối với cái gì ạ? Đối với cái đề mà chị đang chuẩn bị thì có những câu hỏi nào hoặc các bạn hay gặp những câu hỏi nào thì các bạn cứ comment ở đây, chị sẽ cố gắng nhá. Chị ơi, chị ra đề đọc hiểu về thơ và chuyện hiện đại đại ngoài sách được không ạ? Thu Phương đang là 2K mấy nhỉ? Thu Mưa Phương comment cho chị được không? Em đang là 2K mấy? Đấy, em cứ comment đi nhá. Chị sẽ cố gắng, bởi vì là phải tùy vào khối lớp nữa. Nếu như em là 2K9 thì bây giờ chúng ta không nói nhiều về thơ và chuyện hiện đại ngoài sách, mà chúng ta vẫn tập trung vào sách giáo khoa. Thế nhưng em, nếu như em là 2K10 lớp 8 thì có rất nhiều những cái tác phẩm bây giờ sẽ thi theo định hướng mở, đúng không? Cho nên Thu Phương giúp chị là comment năm sinh của em ở đây nhá. Đấy, năm sinh hoặc là khối lớp của em ở đây, chị sẽ cố gắng giải đáp cái câu hỏi này của em. Đồng ý không nào? Đó, chúng ta quay trở lại với cái bộ đề đọc hiểu này. Đối với đọc hiểu của nghị luận xã hội, đúng không ạ? 2K9, không biết là Phương đang ở đâu nhỉ? Bởi vì 2K9 lớp 9 thì bây giờ các bạn đang học khá nhiều về trong sách giáo khoa thôi em ạ. Trong sách giáo khoa thôi, đấy. Trong sách giáo khoa thôi, 2K9 lớp 9 thì vẫn đang học chương trình hiện hành, chương trình cũ. Cho nên là chưa học quá nhiều, được không? Chưa học quá nhiều về ngoài sách giáo khoa đâu. Để ôn thi hay là để như thế nào đấy, nếu như em ở những cái tỉnh thành mà chị biết thì thường là sẽ ở trong sách. Còn nếu như em muốn hỏi chị về ngoài sách giáo khoa đấy thì nó sẽ rơi vào một số tỉnh thành vẫn còn thi theo cái dạng là đọc hiểu này, nghị luận văn học này, nghị luận xã hội, sau đó là đến nghị luận văn học. Nếu như em vẫn còn thi theo dạng như thế này thì hiện tại đối với cái đọc hiểu ngoài sách giáo khoa thì em có thể tham khảo nhắn tin về fanpage qua cái bộ video đọc hiểu. Đấy, bởi vì chị không thể ra đề được, mà nó sẽ nằm trong cái khóa học online. Cái khóa học đấy là khóa học qua video online. Đấy, để em qua đấy thì em sẽ học về cái phương pháp trả lời, phương pháp trả lời và những cái dạng đề chúng ta sẽ tham khảo. Và từ đó sẽ có cái sự hỗ trợ đến từ học văn chị Hiên cho cái việc kem làm đọc hiểu. Chứ còn nếu như mà bảo là ra đề cho 2K9 thì hiện tại đang rất là trọng tâm các em ạ. Đang rất là trọng tâm vào sách giáo khoa, bởi vì 2K9 đang học lớp 9, đúng không ạ? Và vẫn đang học chương trình cũ, chương trình hiện hành. Đấy, chị trả lời câu hỏi của như vậy của em nhá. Rồi, ok. Quay trở lại với cái hệ thống câu hỏi đọc hiểu mà chị đang ở đây cùng với các bạn. Thì đối với cái hệ thống câu hỏi như chị đã nói, nó sẽ dao động từ 0,5 đến 1 điểm. Và mỗi đề như thế này, chúng ta sẽ có thể ít nhất là sẽ có 2 câu hỏi và nhiều nhất sẽ có 4 câu hỏi đọc hiểu trong một cái đề. Đúng không ạ? 2 câu hỏi hơi ít, 1 câu hỏi thì chắc chắn nó không có rồi. 2 câu hỏi thì sẽ hơi ít, 3 câu hỏi là vừa. Thế nhưng cũng có những đề sẽ lên đến 4 câu hỏi và câu cuối cùng chính là cái câu viết nghị luận xã hội được rút ra từ cái đề đọc hiểu đấy, rút ra từ cái đoạn văn đấy. Đúng không? Đó, đấy. Về cái đề đọc hiểu và nghị luận xã hội này thì chúng mình hãy tag thêm bạn bè của mình nhá, hoặc là share cái livestream ngày hôm nay. Các bạn tag thêm nhiều bạn bè, share càng nhiều thì chị càng giới thiệu cho các bạn rất nhiều những điều hay, rất nhiều những điều bổ ích. Đúng không nào? Bởi vì khi chúng ta có những sự tương tác với nhau thì dĩ nhiên là không chỉ các bạn mà còn rất nhiều bạn khác, những người bạn của chúng ta, đúng không? Sẽ được giải đáp những câu hỏi. Và có những câu hỏi các bạn đưa ra chính là những cái câu hỏi mà chúng ta đang thắc mắc. Đấy, thì cho nên là các bạn cứ tag bạn bè của mình hoặc là share livestream này qua các hội nhóm học tập, đồng ý không? Đó. Đấy. Và nếu như có những buổi livestream các chị cũng dựa vào cái lượt tương tác nữa để các chị có thể đưa tới cho các bạn những phần quà thì sao, đúng không ạ? Cho nên là chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau trong những buổi livestream như vậy. Rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chị cũng như là học văn chị Hiên trung học cơ sở và học văn chị Hiên trung học phổ thông nhá. Ok, đối với cái hệ thống câu hỏi này thì như chị đã nói, nó sẽ dao động từ 2 đến 4 câu hỏi, đúng không ạ? Và cái số điểm của nó cho mỗi câu hỏi sẽ là từ 0,5 đến 1 điểm như thế này. Các bạn thấy không? Đó, 0,5 đến 1 điểm. Có những câu mà nó yêu cầu các bạn sẽ phải trình bày thì nó sẽ rơi vào 1 điểm. Nhưng có những câu mà chỉ yêu cầu các bạn trả lời đơn giản thôi, câu trả lời là gì thôi thì các bạn sẽ có khoảng 0,5 hoặc là 0,75 cho cái câu hỏi đấy. Nhá.
Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ ba là gì ạ? Cái thứ ba là cái hệ thống câu hỏi này nó sẽ xoáy vào nội dung đoạn trích. Cái đoạn trích này nó sẽ không phải đoạn trích trong sách giáo khoa. Đoạn trích này nó sẽ là những cái đoạn trích mà được ra đề, đúng không ạ? Được ra đề. Và những đoạn trích này thì nó sẽ theo cái định hướng là gì? Nghị luận xã hội. Đúng không? Nó có thể là gì? Một số dạng của đoạn trích chúng ta có thể gặp rất nhiều này. Ví dụ như là câu chuyện này. Ví dụ như là bài báo này. Đúng không? Đấy. Hoặc là ví dụ như là gì? Ví dụ như là một cái... Ở đây thì đấy, một cái câu chuyện, một cái bài báo. Hoặc là một cái đời sống nào đó mà nó có nhiều vấn đề cần phải bàn luận, thì người ta sẽ đưa nó trở thành cái đoạn trích để cho chúng ta làm phần đọc hiểu cũng như là phần nghị luận xã hội. Các bạn nắm được chưa? Đó là một số những cái tổng quan chị đưa tới cho các bạn ở trong cái gì ạ? Chị đưa tới cho các bạn ở trong cái hệ thống của nghị luận xã hội và cái bộ đề đọc hiểu nghị luận xã hội. Đấy. Thế thì những bạn đang có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay của chị, các bạn thường được ra đề, hoặc các bạn thường gặp, hoặc trong những đề các bạn đã làm, thì đoạn trích được ra dưới dạng nào nhỉ? Có phải là câu chuyện không, hay bài báo, hay đời sống, hay là các bạn gặp tất cả những dạng này rồi? Các bạn có thể comment cho chị được không? Các bạn gặp những cái đề như thế nào? Đấy, các bạn gặp những cái đề như thế nào? Dạng đề như thế nào? Dạng đề là một câu chuyện, hay dạng đề là một bài báo, hay là một cái đời sống nào đó trong xã hội? Các bạn comment cho chị ở đây được không nào? Đấy, các bạn cứ comment ở đây nhá. Sau đó thì chị sẽ thử tổng hợp xem đâu là cái dạng mà nó sẽ là cái dạng thường gặp nhất, cái dạng quen thuộc nhất với tất cả chúng ta, đúng không? Bởi vì ở đây cái đoạn trích của chị thì chị nghĩ rằng là nó cũng giống với khá nhiều bạn đã từng gặp đấy. Thế cho nên các bạn cứ thử comment ở đây cái dạng mà chúng ta đã từng gặp, hoặc cái dạng mà chúng ta thường gặp nhiều trong những cái bộ đề nghị luận xã hội của chúng ta. Đồng ý không? Chị chào Phi Đức nhá. Ok em. Rồi. Rồi đã có một số bạn trả lời câu hỏi ở đây. À, Phi Đức hỏi là hôm nay chị live về tư tưởng đạo lý đúng không chị? Hôm nay chị live về bộ đề một cái đề cơ bản đọc hiểu, những cái câu hỏi chị hướng dẫn cho các bạn đọc hiểu về nghị luận xã hội. Đấy, và nó nhiều khả năng sẽ là tư tưởng đạo lý, Phi Đức nhá. Thế thì em giúp chị trả lời câu hỏi. Đấy, giúp chị trả lời câu hỏi xem là những cái tư tưởng đạo lý hay những cái nghị luận xã hội em thường gặp, thì em thường gặp đoạn trích qua dạng câu chuyện, bài báo, đời sống hay một dạng nào khác? Các bạn cứ thử comment ở đây cùng với chị nhá. Ok, chúng ta còn 30 giây nữa để có thể comment câu trả lời nào. Ok, chị sẽ thử tổng hợp một số những câu trả lời của các bạn xem sao, đồng ý không nào? Rồi, Diệu thì nói là câu chuyện này, Kiều Vi thì nói là em hay làm bên câu chuyện với đời sống chị ạ. Ok, một số văn bản của tác giả hiếm gặp ý ạ, kiểu văn bản ngoài sách. Rồi, đó là Kim Khánh đúng không? Đời sống, chị chào Hạnh Lương nhá. Thế thì có vẻ như là chúng ta gặp rất là nhiều về những câu chuyện. Các bạn biết tại sao không ạ? Tại sao chúng ta lại gặp khá nhiều về câu chuyện, đúng không? Bởi vì là các bạn phải hiểu rằng câu chuyện thì nó sẽ thiên về tư tưởng đạo lý. Và một cái câu chuyện nó được kể ra, nó sẽ được hiểu theo góc độ của mỗi người. Mỗi chúng ta sẽ nhìn câu chuyện đấy theo một góc độ khác nhau, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái câu chuyện chính mà chúng ta cần bàn luận là gì thì đôi khi chúng ta lại rất hoang mang, đúng không? Mặc dù câu chuyện là một cái dạng nó khi chúng ta đọc chúng ta cũng rất là mơ hồ, chúng ta có thể láng máng, chúng ta biết được là cái vấn đề nghị luận là gì, hoặc chúng ta cần trả lời những câu hỏi đọc hiểu như thế nào. Nhưng thường thì chúng ta khá là lúng túng khi các bạn phải làm theo cái dạng câu chuyện như thế này. Hoặc
cũng có thể dạo gần đây thì cũng có thể có những cái câu chuyện đời sống. Bởi vì những cái câu chuyện đời sống trong cuộc sống của chúng ta bây giờ thì nó mang cái tính cập nhật. Trong mỗi câu chuyện đời sống thì nó không hẳn là một hiện tượng xã hội, các bạn đồng ý với chị không ạ? Mà trong một câu chuyện đời sống đậm cái tính hiện thực xã hội đó thì đã có những câu chuyện mang tính tư tưởng đạo lý được nêu bật lên. Thế cho nên có hai cái dạng mà chúng ta sẽ được gặp rất nhiều, đó là câu chuyện và đời sống. Ngoài ra có những bài báo về đời sống, có những bài báo về những vấn đề nổi cộm trong xã hội cũng được đưa trở thành một đoạn trích, đúng không? Và các bạn nhớ rằng là gì ạ? Các bạn nhớ rằng là gì? Cuộc sống của chúng ta hay những cuốn sách mà chúng ta đã đọc có vô vàn những câu chuyện khác nhau, nên không thể khoanh vùng được rằng đoạn trích nó sẽ khoanh vùng như thế nào. Tác phẩm, tác giả hay là những tác phẩm chúng ta phân tích thì chúng ta có thể khoanh vùng được, nhưng đoạn trích thì không như thế. Đoạn trích nghị luận xã hội thì không như thế được. Cho nên các bạn sẽ phải học về mặt phương pháp, về mặt kỹ năng, đồng ý không? Nhá, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng trả lời câu hỏi như thế nào. Thế thì để giúp cho các bạn, ở đây chị có đưa tới, ngày hôm nay không phải chúng ta chỉ học lý thuyết suông hay chúng ta chỉ hướng dẫn cho các bạn cái cách như thế nào nữa. Bởi vì nếu như không thực chiến, các bạn đồng ý với chị không ạ? Nếu như chúng ta không thực chiến thì chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Chúng ta có học lý thuyết thì chúng ta không thể tưởng tượng ra được chúng ta sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Cho nên là chị đưa tới cho các bạn một cái đề đọc hiểu. Đấy, một cái đề đọc hiểu chị đã chuẩn bị ở đây. Thì các bạn có thể cùng với chị, chúng ta sẽ thử làm cái đề này dưới dạng một số hệ thống câu hỏi đọc hiểu của bộ đề nghị luận xã hội xem sao nhá. Ok, khi mà chị đọc thì các bạn cũng có thể theo dõi cái màn hình của chị để chúng ta sẽ đọc cùng với chị cái đoạn trích như thế này. Đây cũng là một đoạn trích về câu chuyện. Đấy, phần 1 đọc hiểu 3 điểm này. Thường thì đọc hiểu sẽ là 3 điểm này, sau đó là nghị luận xã hội chúng ta sẽ viết đoạn văn. Đóng vai ông hai kể lại chuyện làng thì viết mở bài là gì ạ? Hu hu. Ok, thế thì trước khi mà chị đọc đoạn trích này thì chị sẽ dành khoảng 1-2 phút nhá. Chị giải đáp cho anh Thư, đồng ý không ạ? Bởi vì là có lẽ đây cũng là câu hỏi của một số bạn mà đã học đến bài làng hay là đọc đến văn xuôi rồi, đúng không? Rồi, ok, thế thì chị sẽ cố gắng. Đấy, thế thì đối với cái dạng đóng vai thì bao giờ mở đầu các bạn cũng phải xưng là tôi, đúng không ạ? Kể cả là Vũ Nương, hay kể cả là ông hai, hay kể cả là những cái người mà chúng ta đóng vai chuyện Kiều, Thúy Kiều cũng như vậy. Thì chúng ta có thể nói như thế nào? Nếu như các bạn đơn giản nhất thì các bạn nói rằng là gì ạ? Tôi là một người nông dân nghèo, đấy, và tên cha sinh mẹ đẻ của tôi là Hai, đúng không? Hoặc là đơn giản là gì? Tôi tên Hai, người ta thường gọi tôi là ông Hai, được chưa ạ? Đấy, tôi sinh ra ở một cái làng mang tên là làng Chợ Dầu. Một cái làng đậm, một cái làng của sự kháng chiến, đúng không? Một cái làng giàu truyền thống yêu nước. Nhưng vì chiến tranh mà chúng tôi cũng như bao người khác đang phải đi tản cư. Tôi có một câu chuyện đã, đúng không ạ? Và trong những ngày tháng tản cư ấy, có một câu chuyện về ngôi làng Chợ Dầu của mình. Đấy, đã in đậm trong ký ức của tôi. Tôi xin phép kể cho mọi người cùng nghe, được không? Đó, một cái đề cũng khá là hay mà. Đấy, hoặc là nếu như bạn nào muốn mở bài văn thơ một chút mà gián tiếp một chút thì có thể mở như thế nào ạ? Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, đúng không? Hoặc là quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Một cái câu hát về quê hương mà tôi rất tâm đắc, đúng không ạ? Và mỗi khi nhớ về những câu hát quê hương thì tôi nhớ về quê của mình. Ngồi ở nơi tản cư những ngày kháng chiến này, tôi gạch ngang một người nông dân tên Hai. Đấy, muốn kể cùng với mọi người một câu chuyện đã in đậm dấu ấn trong tâm trí của tôi, đúng không? Hoặc là muốn kể cùng với mọi người một câu chuyện đã ám ảnh tâm trí tôi suốt mấy ngày vừa qua. Được chưa? Đấy, một cái dạng mà đóng vai ông hai mà chị nghĩ là có một số cái dạng mở bài cũng khá là hay dành cho các bạn, em có thể tham khảo nhá. Rồi, ok. Nhi Yến ơi, các chị thì hiện tại chưa triển khai tặng cái đề này, mà nó sẽ nằm trong cái bộ video đọc hiểu của các chị. Em có thể nhắn tin về fanpage được không nào? Nhắn tin về fanpage để các chị có thể hướng dẫn mình nhá. Ok em. Rồi.
Và hiện tại các bạn nhá, có một cái chương trình của Học Văn Chị Hiên đang diễn ra. Khi các bạn đăng ký khóa văn VIP lớp 9, khi các bạn đăng ký khóa văn VIP lớp 9 thì các bạn sẽ được tặng miễn phí luôn nhá. Tức là khi các bạn trở thành một cái học sinh, một cái người học sinh của khóa văn VIP lớp 9 thì các bạn sẽ được tặng cái bộ video đọc hiểu này. Đấy, còn nếu như các bạn không đăng ký khóa văn VIP lớp 9 thì các bạn có thể đăng ký bộ video đọc hiểu này với cái mức học phí nó rất là ưu đãi thôi. Đó, thế cho nên chị nghĩ rằng là nếu như bạn nào đang muốn học cả kiến thức nền, sở hữu cả cái bộ video đọc hiểu, chúng ta đăng ký khóa học văn VIP, chúng ta lại được tặng cả bộ video đọc hiểu, rất là nhiều video và đề nữa thì nó cũng rất là tốt. Các bạn có thể tham khảo cái này đang có ở Văn Chị Hiên nhá. Khi các bạn đăng ký khóa văn VIP lớp 9 thì các bạn sẽ được tặng bộ video đọc hiểu đấy. Cho nên các bạn có thể nhắn tin về fanpage hoặc theo dõi fanpage này để xem những cái bộ, xem những cái chương trình của các chị đang diễn ra. Đồng ý không? Đó, sao mọi người hay viết văn đóng vai kể lại chuyện vậy ạ? Trường mình cho form đề giống đề thi cấp 3. Ừ, chị nghĩ rằng là cái mỗi trường lại có một cách ra đề khác nhau. Và cái văn đóng vai thì nó sẽ chỉ phù hợp cho chuyện thơ, đúng không ạ? Hoặc là văn xuôi thôi. Đấy, nó không phù hợp cho thơ. Cho nên là tùy mỗi trường sẽ có cách ra đề đóng vai. Đấy, nhá. Rồi, thế thì quay trở lại với cái đọc hiểu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với chị đọc đoạn trích cũng là một cái câu chuyện khá là hay như thế này. Câu chuyện này thì nó sẽ là cái cuộc đối thoại giữa một người là người triết gia và một người đó là một chàng thanh niên thôi. Vậy thì có một cái câu hỏi trước khi chị cùng với các bạn đọc đoạn trích, đó là các bạn biết triết gia là người như thế nào không ạ? Một câu hỏi nó ngoài lề, nó khá là thú vị thôi, nhưng nó sẽ làm rõ về cái vai trò của nhân vật trong câu chuyện này. Các bạn biết triết gia là những ai không? Các bạn biết triết gia là ai không ạ? Thử comment cho chị câu trả lời hoặc là cái suy nghĩ của chúng ta về những người mà được gọi là triết gia. Đấy, thử comment cho chị được không? Thử có một giá trị. À, ok. Năm nay em nghĩ ra bếp lửa hoặc chuyện ngắn ý. Ừ, chị không biết, nhưng mà chị có một niềm tin là, chị cũng không phải có niềm tin, nhưng mà tùy tình em ạ. Nhưng mà năm nay chị lại thấy là có thể là chị có một cái niềm tin cho thơ cơ nhá. Đấy là cái suy nghĩ riêng của chị thôi, không có gì cả. Ừ, em nghĩ triết gia là người hiểu biết rộng á, là nhà triết học, người có hiểu biết rộng. Các em ạ, triết gia thì không hẳn là những người có hiểu biết rộng. Những người có hiểu biết rộng thì triết gia lại, người ta lại ở trong một cái lĩnh vực của người ta, đó là triết học. Triết gia là những cái người nghiên cứu về triết học, và người ta khi mà người ta đàm đạo hay người ta thể hiện cái điều gì thì cũng là nói về triết học, đúng không? Về cái nhận thức, về cái chân lý, về những cái đạo đức tư tưởng của con người. Khi người ta nghiên cứu và người ta đàm đạo về những điều đó thì người ta sẽ được gọi là một triết gia. Thế thì ở đây cái câu chuyện về triết gia như thế nào? Triết gia nói rằng là gì ạ? Hãy tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu, khi đó cả hội trường sáng đèn thì cậu có thể nhìn rõ đến cả hàng ghế cuối cùng. Nhưng nếu đèn chiếu cường độ mạnh chỉ tập trung vào chỗ cậu đứng thì chắc chắn cậu sẽ không thể nhìn thấy ngay cả hàng ghế đầu tiên. Cuộc đời của chúng ta giống hệt như vậy. Chính vì đang chiếu sáng mờ nhạt vào cả cuộc đời nên mới nhìn thấy, hay đúng ra là cảm thấy mình nhìn thấy cả quá khứ và tương lai. Nhưng nếu dọi đúng đèn chiếu cường độ vào ngay tại đây, vào lúc này, thì sẽ không thấy quá khứ và tương lai nữa. Chàng thanh niên, đèn chiếu cường độ mạnh ư? Triết gia, phải. Chúng ta cần sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này. Đi nhìn quá khứ và tương lai là cậu đang tìm cách biện hộ cho chính mình. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ không còn liên quan gì đến cậu ngay tại đây, vào lúc này. Và tương lai ra sao cũng không phải là việc cậu cần suy nghĩ ngay tại đây, vào lúc này. Nếu sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này, sẽ chẳng cần nói đến điều đó. Chàng thanh niên, nhưng... Triết gia, ta cho rằng cuộc đời mình thế này nên không thể sống khác. Còn xấu xa thì không phải lỗi của ta, mà là tại quá khứ, tại hoàn cảnh. Quá khứ được nêu ra ở đây không là gì khác ngoài một sự bao biện, một lời nói dối cuộc đời. Lối sống của cậu ngay tại đây, vào lúc này, có thể thay đổi được bằng ý chí bản thân.
Cuộc đời quá khứ có vẻ là một vạch liền, chỉ vì cậu không ngừng quyết tâm không thay đổi mà thôi. Còn cuộc đời tương lai là một tờ giấy trắng, không kẻ sẵn đường đi. Ở đó không có câu chuyện nào cả. Chàng thanh niên, nhưng đó là chủ nghĩa nắm bắt từng khoảnh khắc. Không, là chủ nghĩa khoái lạc, xấu xa mới đúng. Triết gia, không phải. Việc dọi đèn chiếu vào duy nhất một chỗ, ngay tại đây vào lúc này, chính là sống một cách nghiêm túc và trân trọng nhất với những gì ta có thể làm được lúc này. Các bạn thấy câu chuyện có thú vị không ạ? Câu chuyện này thì đọc được trích cho một cái tác phẩm, một cái cuốn sách nó rất là hot. Nó rất là hot trên toàn thế giới và chị cũng đã đọc cuốn sách này rồi. Đó là cái cuốn sách mang tên là Dám Bị Ghét của Koga Fumiteke Kishimi Ichiro, đúng không ạ? Của nhà xuất bản Lao Động và đã ra mắt cách đây vài năm. Tức là được xuất bản ở Việt Nam cách đây vài năm rồi. Nhưng đây là một cái cuốn sách mà ngay từ khi chúng ta nhìn vào cái tiêu đề chúng ta đã bị thu hút bởi nó. Bởi vì nó khá là ngược đời. Đấy là Dám Bị Ghét, đúng không ạ? Và trong cái cuốn sách này thì họ có những câu chuyện để họ nói với chúng ta rằng tại sao chúng ta dám bị ghét. Và dám bị ghét có nghĩa là như thế nào? Có phải chúng ta trở nên đáng ghét hay không? Đúng không? Hay là chúng ta sống một cách dị biệt lập dị mà dám bị ghét là sống đúng với bản thân mình. Và đừng bao giờ nương theo cái ý kiến của người khác nữa. Đúng không ạ? Chúng ta cần phải tỏa sáng cho chính bản thân mình đầu tiên. Đồng ý không? Thì đó chính là một cái cách sống dám bị ghét. Đấy, nếu như bạn nào cảm thấy cái cuốn sách này thú vị thì chúng ta có thể tìm đọc nhá. Đó, một cuốn sách khá là hay của người Nhật. Rồi, ok, các bạn đã nắm được cơ bản về cái đoạn trích này, cái câu chuyện này chưa nào? Và các bạn nhớ có một điều như thế này về nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội về những câu chuyện được trích rất nhiều trong những cuốn sách. Đồng ý không ạ? Đó không hẳn là những cuốn sách truyện tranh, đó không hẳn là những cuốn sách truyện cổ tích đâu, mang cái tính chất nghị luận xã hội, nghị luận văn học đâu. Mà nghị luận xã hội nó sẽ được trích trong những cái cuốn sách mà nó mang tính chất là nó hơi tản văn một chút. Đấy, nó sẽ hơi nghị luận xã hội, nó sẽ thiên về xã hội và những cái câu chuyện đời sống hơn là những câu chuyện về văn học có nhân vật, có cái cốt truyện. Đúng không? Thì cho nên là chúng ta cũng nên mở rộng vốn đọc của chúng ta. Bởi vì biết đâu đó, một trong những cái đoạn nghị luận xã hội, nó là những đoạn chúng ta đã làm rồi, chúng ta đã đọc rồi, chúng ta đã thấu được rằng nó nói về cái gì. Đúng không ạ? Nhớ, ok. Thế thì các bạn ơi, chúng mình đã nắm được đoạn trích này chưa? Và sau khi mà chị đọc cho các bạn một câu chuyện khá là dài, thì có bạn nào đã có một ý tưởng nào đó về câu chuyện này chưa nào? Đấy, chúng ta suy nghĩ gì về câu chuyện này? Về cái cuộc đối thoại giữa triết gia và người thanh niên. Bởi vì sao ạ? Nó rất là dài nhưng tóm gọn lại một lần nữa thì cái người thanh niên này đang rất là lưỡng lự trong cái việc rằng là gì? Trong cái việc là sống nhìn vào quá khứ, nhìn vào tương lai, nhìn trước ngó sau để tiếp tục cuộc sống. Còn triết gia thì khuyên cậu rằng hãy sống ngay tại đây và vào lúc này. Đúng không? Thế thì các bạn có suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này? Đưa ra cho chị, chưa cần phải trả lời câu hỏi gì nhá. Mà sau khi các bạn nghe chị đọc câu chuyện và sau khi các bạn theo dõi câu chuyện đó thì chính bản thân các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Đấy, chúng mình comment cho chị được không ạ? Các bạn đưa ra cho chị câu trả lời bằng cách comment xuống phía dưới nhá. Đó, mỗi comment của các bạn sẽ là một cái cách để chúng ta cùng tương tác với nhau đấy. Các bạn comment giúp chị nhá. Rồi, ok. Chị ơi, trong khóa học văn VIP thì có được học phần đọc hiểu không? Có. Trong khóa học văn VIP thì các chị... Cái giai đoạn sau, trước cái giai đoạn luyện đề thì sẽ được có những cái buổi chúng ta bổ trợ về cái phần đọc hiểu. Yên tâm, có là như vậy. Tuy nhiên thì nó sẽ không thể sâu và kỹ bằng cái khóa học đọc hiểu được. Bởi vì khóa học đọc hiểu là chỉ chuyên về đọc hiểu thôi. Đấy, thế cho nên là em, nếu như em đăng ký khóa văn VIP thì em sẽ được tặng kèm khóa đọc hiểu, nó sẽ chuyên sâu hơn. Nếu em là một người đang học khá kém hoặc là làm hay bị mất điểm ở phần đọc hiểu thì em có thể tham khảo những khóa học đó nhá. Sao lại em khá là vô tri, tức là sao? Tức là Phi Đức muốn comment gì ở đây nhỉ?
Ok, rồi, có một số bạn đã đưa được cái quan điểm cá nhân trước đã, đúng không ạ? Cái cách nhìn tổng quan của các bạn về một câu chuyện nghị luận xã hội là cái cách rất tốt để các bạn theo cái định hướng của các bạn. Đấy, theo cái định hướng của các bạn để các bạn làm những câu hỏi đọc hiểu nó cứ xuyên suốt theo cái mạch đấy là rất tốt. Sống là chính mình, không nên sống theo ý người khác. Một ý kiến của Diệu này. Kim Khánh thì nói là gì đấy? Thanh niên luôn sống mà phụ thuộc vào những điều quá khứ, hay luôn mong ngóng suy nghĩ về tương lai mà không cố gắng cho cuộc sống hiện tại ạ? À? Rồi, một ý kiến rất tốt của Kim Khánh, đúng không ạ? Thế thì chị nghĩ như thế này, mỗi chúng ta sẽ có một cái cách nhìn. Và sau khi chúng ta có một câu chuyện thì chúng ta sẽ có một, từ góc nhìn của chúng ta sẽ có một cái cách suy nghĩ khác nhau, đúng không? Thật ra thì chủ quan hay khách quan, tiêu cực hay tích cực nó không nằm ở câu chuyện đó mà nó nằm ở cách suy nghĩ của mỗi người. Đồng ý không? Thế cho nên là không có ý kiến nào của các bạn ở đây là sai. Thế nhưng nó sẽ không đồng nhất với nhau. Và tí nữa chúng ta sẽ cùng bàn luận xem vậy thì cái câu chuyện ở đây chúng ta cần bàn luận là gì? Đúng không ạ? Chúng ta cần bàn luận là gì? Có phải là sống luôn phụ thuộc vào quá khứ không? Đúng không? Sống không cố gắng ở cuộc sống hiện tại không? Đúng không ạ? Hay là sống là chính mình? Đấy, thế thì tí nữa chúng ta sẽ cùng bàn luận nhá. Nhưng trước tiên thì chúng ta cần phải đọc kỹ cho chị về bốn câu hỏi đọc hiểu qua đoạn trích này đã. Các chị đã ghim ở dưới phần bình luận khóa học văn VIP và khóa học đọc hiểu. Bạn nào mà có nhu cầu về những khóa học này, và các bạn nhớ này, đó là khi các bạn đăng ký khóa văn VIP lớp 9 thì sẽ được tặng khóa học đọc hiểu nhá. Cho nên nếu như mà em có nhu cầu về khóa văn VIP thì em sẽ chỉ cần đăng ký khóa văn VIP thôi. Nhưng nếu như em chưa có nhu cầu về khóa văn VIP, học toàn diện về cả kiến thức nền, cả luyện đề, cả tiếng Việt đọc hiểu, phương pháp nữa, thì em đang yếu về phần đọc hiểu thôi, thì em có thể chỉ đăng ký khóa đọc hiểu qua bộ video nhá các bạn nhá. Đó, đấy là chị sẽ tư vấn cũng như là định hướng cho các bạn, còn đâu sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn về khóa học thôi, yên tâm là như vậy, đồng ý không? Ok, như chị nói với các bạn về phần đọc hiểu đúng không ạ? Thì cái câu hỏi nó sẽ dao động từ 0,5 đến 1 điểm. Ở đây có 4 câu thì chúng ta có hai câu 0,5 điểm và hai câu 1 điểm. Một cái câu đầu tiên nó rất là cơ bản thôi này. Đấy là xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. Có những phương thức nào chị sẽ nêu lại đối với các bạn ở đây để các bạn có thể để các bạn có thể dễ hình dung ra nhá. Đó. Chúng ta sẽ có những phương thức nào ạ? Có 6 phương thức biểu đạt chính. Đấy, có 6 phương thức biểu đạt chính. Thế nhưng mà đối với cái việc các bạn đọc học về đọc hiểu thì chị nghĩ rằng là các bạn sẽ nắm cho chị những phương thức như thế này là sẽ là chính này. Thứ nhất là tự sự. Thứ hai là biểu cảm. Thứ ba là nghị luận. Thứ tư là miêu tả và thứ năm là thuyết minh. Trong đó thì có hai cái phương thức được thi vào rất nhiều, đó là tự sự và nghị luận. Đây cũng là hai cái phương thức mà nó rất là dễ bị nhầm với nhau, mặc dù nếu như chúng ta tách nó ra như thế này thì nó không có điểm chung, đúng không ạ? Nhưng các bạn phải nhớ cho chị về cái trọng tâm của câu hỏi ở đây, đấy là phương thức biểu đạt chính. Nếu như một cái văn bản thì nó có rất nhiều phương thức biểu đạt, nhưng phương thức biểu đạt chính phải là gì, đúng không? Nếu như nó thiên về kể chuyện và từ câu chuyện đó có những bài học cuộc sống thì nó sẽ là tự sự. Nhưng nếu như cái yếu tố kể chuyện nó chỉ ngắn thôi, còn lại là họ bàn luận về cái vấn đề đặt ra trong câu chuyện thì nó phải là nghị luận. Đúng không nào? Cái nào được sử dụng nhiều hơn thì nó sẽ là phương thức biểu đạt chính. Nhớ chứ không phải là hỏi phương thức biểu đạt xong lại nêu hết ra, xong lại hoang mang là không biết tự sự hay nghị luận. Cả tự sự nghị luận hay là cả tự sự biểu cả miêu tả nghị luận, nó đều có thể nằm trong một đoạn trích. Nhưng các bạn phải xác định được đâu mới là cái chính, đúng không? Đâu mới là cái chính? Vậy thì các bạn thử xác định cho chị xem là đối với cái đoạn trích này thì đâu sẽ là phương thức biểu đạt chính nào. Các bạn trả lời câu hỏi của chị bằng cách comment nhé. Các bạn trả lời câu hỏi của chị nha.
Đây là một cái câu hỏi mà khi các bạn đây là một cái câu hỏi mà khi các bạn đi thi rất dễ có điểm, rất dễ mất điểm, thật sự đấy. Và nó cũng là một trong những cái câu hỏi cứu điểm cho các bạn, nên đừng bao giờ làm sai. Đấy, ở đây đã có những bạn làm sai và ở đây đã có những sự tranh luận rồi đây này, tự sự hay nghị luận, đúng không ạ? Nếu như các bạn nghe chị đọc thì các bạn phải nhớ rằng đây là một câu chuyện, đây là lời đối thoại giữa triết gia và người thanh niên, đúng không? Và các bạn thấy đấy, sau cái câu chuyện này người ta chưa bàn luận về cái gì cả. Mà chị lúc nãy chị hỏi các bạn là vậy thì các bạn đọc xong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Thì các bạn có suy nghĩ gì? Có 5-10 suy nghĩ khác nhau, có những ý kiến trái chiều khác nhau, chứ còn chính cái người tác giả ở đây người ta đã bàn luận gì đâu, đúng không? Người ta có bàn luận về vai trò của sống thật, sống chính mình không ạ? Không. Hay là người ta có khuyên các bạn là hãy sống như thế nào, hãy sống như thế kia không? Không. Các bạn phải tự suy nghĩ ra cái vấn đề ở đây là gì. Và mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Vậy thì các bạn nhớ cho chị cái câu chuyện này sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự. Đúng không? Nó kể chuyện nhiều lắm. Nó kể về cái người triết gia, cái câu chuyện giữa người triết gia và anh thanh niên ở đây. Sau đó thì chính các bạn mới là cái người mà suy ngẫm về câu chuyện, chứ không phải tác giả đưa ra cái nghị luận ở đây. Tác giả không nghị luận, tác giả không đưa ra những bàn luận. Khi nghị luận ấy là người ta phải nói như thế nào ạ? Đừng thế này, đừng thế kia, hãy thế này, hãy thế kia, đúng không? Khi cái vấn đề nghị luận là gì? Đấy, tức là nó phải mang cái tính chất là bàn luận về một vấn đề. Thế còn ở đây cái câu chuyện người ta chỉ đơn thuần kể thôi, nhưng sau câu chuyện đó thì sẽ có những vấn đề đáng được bàn luận ẩn trong câu chuyện, thì nó phải là tự sự các bạn nhé. Đấy rồi, ok, một câu hỏi cũng khá là hay này, câu hỏi số 2 ạ. Lời của triết gia và chàng thanh niên được dẫn theo cách trực tiếp hay gián tiếp, vì sao? Lời nói của câu hỏi này thì hy vọng là không bạn nào sai nhá. Lời của triết gia và chàng thanh niên thì được dẫn theo cách trực tiếp hay gián tiếp nhỉ? Câu hỏi này cũng khá là đơn giản thôi, đúng không? Bởi vì có khá là nhiều những cái tín hiệu, có khá là nhiều những cái cách để chúng ta xác định được đây là lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp mà. Cho nên các bạn thử trả lời cho câu hỏi của chị xem, đây là lời dẫn trực tiếp, lời của triết gia và chàng thanh niên là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp, đúng không nhỉ? Rồi, ok. Đúng theo suy đoán của chị, không bạn nào trả lời sai cả, rất là tốt. Lời của triết gia và chàng thanh niên thì được dẫn theo cách trực tiếp, đúng không nào? Có rất là nhiều những cái tín hiệu để chúng ta có thể xác định được đây là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp. Ví dụ ở đây là có dấu hai chấm này, đúng không ạ? Ví dụ những lời nói của họ ở đây được trích dẫn y nguyên nguyên văn lời nói của họ, đúng không nào? Và ở đây họ xưng với nhau. Ví dụ như là triết gia thì vẫn xưng là gì? Là ta, đúng không? Tức là cái ngôi xưng của triết gia là của chính ông ý nói ra. Thế cho nên đây là cái cách gì? Đây là cái cách dẫn trực tiếp, đúng không nào? Rồi, ok, một cái câu hỏi bắt đầu khó lên rồi đây này. Câu 3 này. Hình ảnh đèn chiếu cường độ mạnh trong đoạn văn bản tượng trưng cho điều gì? Chị nhắc lại về cái hình ảnh đèn chiếu cường độ mạnh ở đây để các bạn có thể hình dung ra nhá. Đó, ở đây thì có đèn chiếu cường độ mạnh, nó nằm ở ngay cái đoạn đầu tiên. Đó, hãy tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu. Khi đó nếu cả hội trường sáng đèn thì cậu có thể nhìn rõ đến cả hàng ghế cuối cùng. Nhưng nếu đèn chiếu cường độ mạnh chỉ tập trung vào chỗ cậu đứng thì chắc chắn cậu sẽ không thể nhìn thấy ngay cả hàng ghế đầu tiên. Cuộc đời chúng ta giống hệt như vậy, đúng không? Chính vì đang chiếu sáng mờ nhạt vào cả cuộc đời nên mới nhìn thấy, hay đúng ra là cảm thấy mình nhìn thấy cả quá khứ và tương lai. Đấy, nhưng nếu dọi đúng đèn chiếu cường độ mạnh vào ngay tại đây, vào lúc này thì sẽ không thấy quá khứ và tương lai nữa. Đó, và
Chính anh chàng thanh niên thì đã hỏi lại Triết Gia một câu hỏi rằng là gì? Đèn chiếu cường độ mạnh ư? Đấy, đúng không nào? Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái gì? Chiều đuôi đèn chiếu cường độ mạnh nó tượng trưng cho cái gì? Các bạn có khoảng 1 phút để có thể suy nghĩ và thử trả lời câu hỏi này cùng với chị nhá. Cùng với chị. Đấy, tiếp tục là một câu hỏi hơi khó lên một tí thôi, đúng không? Và chúng ta cứ mạnh dạn comment và thể hiện cái cách nhìn của chúng ta. Đó. Theo chị, khi các bạn đối diện với một đề nghị luận xã hội, và chị rất khuyến khích nghị luận xã hội hãy đưa ra quan điểm cá nhân. Bởi vì theo chị nhá, một cái câu chuyện nó sẽ có rất nhiều góc nhìn. Cái góc nhìn của em không phải là đúng, cái góc nhìn của em không phải là sai. Mà theo chị, cái góc nhìn nào nó sẽ sát nhất với câu chuyện, cái góc nhìn nào nó sẽ thể hiện được cái gần nhất, đúng không ạ? Nó sẽ phản chiếu được là cái câu chuyện đấy đúng nhất nói về cái gì thôi. Đó, còn lại thì chị không đánh giá rằng là cái cách hiểu của em là đúng hay cách hiểu của em là sai về một cái vấn đề nghị luận xã hội. Nhưng em phải bày tỏ cái cách nhìn của em, từ đó thì chúng ta mới cùng với nhau điều chỉnh được. Vì phương thức biểu đạt mà em mất một điểm, thế cho nên là phải kỹ vào nhá. Người ta thiên về kể chuyện thì phải là tự sự. Còn nếu như mà nó là người ta kể chuyện một chút thôi, tôi qua câu chuyện đấy có vấn đề nghị luận rồi, sau đó người ta bàn dài dằng dặc về vấn đề nghị luận, thì nó sẽ là nghị luận nhá. Chị tư vấn khóa học văn VIP cho em được không ạ? Được. Khóa học văn VIP thì các chị học toàn diện. Hiện tại thì có VIP 1, VIP 2. VIP 1 thì học nhanh hơn, học tức rất là lâu rồi, cho nên bây giờ em có thể tham khảo khóa VIP 2. Đấy, khóa VIP 2 thì đang học được khoảng vài tuần rồi. Đó, các đang học đến kiến thức nền của tác phẩm Bếp Lửa. Đấy, sẽ học kiến thức nền. Sau khi học kiến thức nền xong thì sẽ học về những cái phương pháp, ví dụ phương pháp đọc hiểu, phương pháp nghị luận xã hội, đúng không? Học về phần tiếng Việt và đến giai đoạn học luyện đề. Và đối với cái khóa học văn VIP, thì chúng ta sẽ học đến khi các bạn đi thi, tức là từ bây giờ đến hết năm học khi các bạn đi thi luôn. Và khóa học văn VIP thì sẽ học qua video được phát trực tiếp với giáo viên, và sau đó là sẽ được take care bởi trợ giảng. Đấy, các bạn yên tâm là sẽ có giáo viên, có trợ giảng, đúng không ạ? Có cả đội ngũ học văn, chị Hiên sẽ luôn support chúng mình. Và khi các bạn đăng ký khóa văn VIP hiện tại thì sẽ được tặng khóa đọc hiểu qua bộ video. Đấy, thế thì chị đưa ra cho em một số những cái tổng quan, là em có thể nhắn tin về fanpage để được các chị admin tư vấn cho mình kỹ hơn, hoặc các chị admin đã ghim cái khóa học văn VIP rồi đấy, em có thể điền đường link đăng ký, sau đó các chị sẽ liên hệ với em nhá. Em nghĩ là cách sống ạ. Rồi, cảm ơn Kim Khánh. Các bạn khác có suy nghĩ như thế nào về cái hình ảnh đèn chiếu cường độ mạnh ở đấy? Lúc đó rối quá, cuối giờ rồi, trong đầu tự sự nghe ai nói nghị luận em luận theo nó luôn. Ok, thế thì lần sau nhớ nhá, phải bình tĩnh này, đúng không ạ? Và đấy, một cái cách sống mà nó cũng hơi liên quan đến câu chuyện này đấy. Sống là phải kiên định, phải tin vào chính bản thân mình, đúng không ạ? Chị cũng là một người dễ bị lung lay bởi suy nghĩ của người khác. Thế nhưng mà mỗi lần chị lung lay là mỗi lần chị sai lầm. Và khi chị sai lầm thì chị luôn luôn hối hận rằng tại sao lúc đó chị không làm theo ý của chị. Nếu lúc đó chị làm theo ý của chị, dù nó có thể đúng, dù nó có thể sai, nhưng chị sẽ không bao giờ hối hận. Và chị sẽ không bao giờ trách cái quá khứ đấy. Bởi vì sao chị không làm thế? Bởi vì lúc đó đấy là cái quyết định của chị, đúng không ạ? Thế cho nên là dù đúng dù sai, nếu như cái lời của người ta nó có cơ sở hợp lý thì chúng ta có thể tham khảo. Nhưng nếu như chúng ta cảm thấy nó không hợp lý, hoặc chúng ta cảm thấy chúng ta vẫn hợp lý hơn, thì các bạn nên kiên định với quyết định của mình nhá, kể cả trong việc học và trong cuộc sống cũng như thế. Khóa học VIP 2 khai giảng học qua mấy tác phẩm rồi ạ? Hiện tại là đã học sắp xong tác phẩm Bếp Lửa rồi em nhá. Học sắp xong Bếp Lửa rồi em ạ. Rồi, ok, có vẻ câu hỏi đèn chiếu cường độ mạnh này bắt đầu hơi khó với các bạn rồi, đúng không? Chị có một cái hướng dẫn cho các bạn ở đây. Hình ảnh đèn chiếu cường độ mạnh trong đoạn văn bản, nó tượng trưng cho cái thái độ sống hết mình cho từng khoảnh khắc, đúng không ạ? Nếu như tức là cái đèn chiếu nó cứ mờ nhạt cả cuộc đời đấy, thì tức là chúng ta cứ sống bình bình, chúng ta cứ sống đều đều, chúng ta cứ sống theo những gì người khác đã sống mà không có sự bứt phá. Học vào sau có học qua lại được không ạ? Có. Bởi vì tất cả những bộ, những cái video mà được phát trực tiếp xong thì đều lưu lại ở trong khóa học,
Đấy, đều lưu lại trong khóa học em ạ. Sống hết mình cho từng khoảnh khắc, đúng không ạ? Bởi vì nếu như chúng ta cứ sống mờ mờ, đều đều, bình bình, thì chúng ta cứ như vậy cuộc sống của chúng ta trôi qua thôi. Nhưng cái khi mà chúng ta hết mình trong một khoảnh khắc nào đấy, thì tức là cái bóng đèn đó nó chạy hết công suất, đúng không? Cái bóng đèn đó nó chạy hết công suất, cái cường độ của nó là cái cường độ nó mạnh nhất. Thế cho nên đấy là cái lúc mà chúng ta sống hết mình cho từng khoảnh khắc một của hiện tại. Sống một cách nghiêm túc và trân trọng với những gì có thể làm được trong hiện tại. Chúng ta cảm thấy chúng ta làm được những điều gì? Chúng ta cảm thấy đâu sẽ là cái giới hạn của bản thân mình? Chúng ta cảm thấy cái vấn đề đó chính bản thân chúng ta sẽ làm hết sức thì nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta hãy làm hết sức. Như chị đã nói đúng không ạ? Các bạn có thể lựa chọn một cuộc sống bình yên. Các bạn có thể lựa chọn một cuộc sống nó bình bình, nó đều đều, nó không phải một cuộc sống sai trái. Thế nhưng có bao giờ các bạn nghĩ rằng là cái việc đó nếu như chúng ta làm hết mình thì kết quả nó có khác đi không? Đúng không ạ? Hoặc là cái việc đó nếu như chúng ta làm hết mình thì biết đâu chúng ta sẽ là người chiến thắng, biết đâu chúng ta sẽ là người dẫn đầu, và biết đâu chúng ta lại nhận ra rằng là cái năng khiếu của chúng ta ở cái lĩnh vực đó. Và có một điều khi chúng ta sống hết mình mà sau rất nhiều lần chị không sống hết mình thì chị nhận ra đấy là sống hết mình là để không hối hận. Bởi vì cuộc sống là một chuỗi chúng ta hối hận. Chúng ta hối hận tại sao lúc đó chúng ta làm thế. Chúng ta hối hận tại sao lúc đó chúng ta không làm thế. Thế nhưng có một điều rất hay, đúng không ạ? Và có một người đã nói rất hay như thế nào. Nếu như lúc đó chúng ta không làm thì cơ hội của chúng ta là 0%. Nhưng nếu lúc đó chúng ta làm thì ít nhất cơ hội của chúng ta vào thời điểm đó là 100%. Đấy, đúng không? Thế thì tại sao chúng ta không làm? Được ăn cả ngã về không? Thế nhưng ít nhất chúng ta sẽ không hối hận bởi vì chúng ta không làm. Đó, nó đơn giản chỉ là một cách hiểu như vậy thôi. Và chị cũng rất là muốn rằng các bạn ở đây, các bạn đang là một học sinh lớp 9. Có rất nhiều bạn đang là một học sinh lớp 9 trong buổi live stream này. Tại sao các bạn không dành cho chúng ta một năm? Đúng không ạ? Chúng ta lớp 6, lớp 7, lớp 8 chúng ta có thể học nói như thế nào nhỉ? Nó sẽ dồn hết công lực vào năm lớp 9. Đúng không? Các bạn hãy sống, tức là các bạn hãy dành hết công lực và chiếu cường độ mạnh của mình vào năm lớp 9 này. Để chúng ta cố hết sức mình để xem. Vậy thì cuối cùng giới hạn của chúng ta là ở trường chuyên hay giới hạn cuối cùng chúng ta là ở ngôi trường nào? Bởi vì khi các bạn bước ra khỏi phòng thi thì các bạn có hối hận như thế nào các bạn cũng không làm lại được. Và cái cơ hội bước vào một ngôi trường mà các bạn yêu thích, bước vào một ngôi trường mà nó có đầy đủ tất cả những yếu tố mà đảm bảo cho cái môi trường học của các bạn, nó chỉ đến một lần trong đời mà thôi, nó không giống như thi đại học đâu. Làm lại lớp 9 rất khó và gần như là một điều hoàn toàn là không thể. Nhớ, đấy là cái lời chị tâm sự thật sự cho các bạn tại sao hôm nay chị lựa chọn cái đề này. Nó không chỉ là cái việc mà chị hướng dẫn cho các bạn làm nghị luận xã hội đâu, mà còn là cái việc chị muốn khuyên các bạn đấy, đúng không ạ? Chúng ta hãy sống hết mình một lần đi, thà một phút huy hoàng rồi chờ tắt, đúng không? Còn hơn lê lói suốt ngàn thu. Nhớ, và chúng ta phải biết lựa chọn rằng lúc nào chúng ta sẽ sống hết mình. Ví dụ như sống hết mình ngay vào lúc này, và ngay tại đây vào lúc này chính là năm lớp 9 này của chúng ta, đúng không? 9 năm đi học sống một lần hết mình, và 12 năm đi học sống 2 lần hết mình đi, 2-3 lần hết mình, nhiều lần hết mình, thì sẽ không bao giờ hối hận bởi vì lúc đó chúng ta đã không hết mình, đúng không? Đó là một cái cách hiểu rất là hay về cái đèn chiếu cường độ mạnh. Đấy, thế thì nghe chia sẻ của chị, có bạn nào muốn chia sẻ gì không? Em có đang cảm thấy là mất động lực khi các bạn đang là một học sinh lớp 9 không nhỉ? Rất nhiều bạn nhá, đến năm lớp 9 lại cảm thấy mất động lực. Đúng không? Có rất nhiều bạn là đáng nhẽ ra cái năm lớp 9 phải là cái năm mà có nhiều động lực hơn cả. Nhưng bởi vì áp lực học tập, áp lực gia đình, áp lực kỳ vọng và áp lực chính bản thân mình, áp lực cho mình nữa. Thế cho nên đôi khi là chúng ta bị mất động lực trong việc học tập. Các bạn nào đang như thế không? Hay là chúng ta đều cảm thấy việc học đối với chúng ta bây giờ của năm lớp 9 rất là tốt rồi? Chúng ta chia sẻ với chị một chút được không nào? Chúng mình đang cảm thấy như thế nào nhỉ? Đối với năm lớp 9 này, có đang gặp khó về cái gì không?
đúng không? Chị nhớ năm lớp 9 nhá, có một điều rất là thú vị đối với bản thân chị. Bởi vì là rất nhiều người xung quanh chị, rất nhiều bạn bè của chị ôn thi thì lại lại gầy đi, đúng không? Nó là một cái biểu hiện của việc là chúng ta ôn thi rất nhiều. Đấy, thế nhưng mà chị là một cái trường hợp ngược lại. Chị là một trường hợp ngược lại. Chị rất là gầy các bạn. Nếu như các bạn gặp chị ở bên ngoài thì các bạn sẽ biết là chị rất là gầy. Nhưng khi chị ôn thi lớp 9 thì chị lại béo lên, rất là béo lên. Đấy, vài cân, thậm chí là 5-6 cân và chị cũng không hiểu tại sao cả. Và nhưng mà đến cuối cùng thì cái kết quả của chị vẫn tốt, chị vẫn đỗ được vào một cái môi trường mà chị đặt nguyện vọng top 1, đúng không ạ? Và cái điểm thi của chị thì nó vẫn vẫn ở trong top rất là tốt, và chị cảm thấy nhất là chị tự hào về điều đấy. Các bạn phải hiểu rằng là khi chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta, các chúng ta rất tự hào. Các bạn ạ, chúng ta rất tự hào. Và chúng ta hiểu rằng là cái mục tiêu đấy không phải là nó vu vơ, không phải là chúng ta không học mà chúng ta đi thi được, đúng không? Không phải tự nhiên mà người ta đỗ chúng ta trượt được. Cái gì cũng có lý do của nó. Và thường có một cái mà chúng ta rất hay đổ lỗi, đấy là chúng ta đổ lỗi cho số phận, chúng ta đổ lỗi cho xui xẻo, chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng mà cái người đáng bị đổ lỗi nhất chính là bản thân chúng ta thôi. Cho nên là đúng không? Thà để nước mắt rơi trên những trang giấy còn hơn là nước mắt rơi trên đề thi nhá. Cho nên là hãy cố gắng học tập đi ạ. Rồi, ok, có một số bạn tâm sự đây. Diệu cũng đang bị mất thăng bằng à? Mấy năm trước em học ổn mà năm nay bị sút trầm trọng rồi ơi. Em không hiểu sao bây giờ em lười học lắm, kiểu không tập trung. Thật ra thì chị không nghĩ, chị nghĩ rằng là các bạn rất chăm xem like, có những bạn ở đây rất quen thuộc với chị. Và có những bạn cũng có mặt trong những khóa học của Học Văn chị Hiên rồi. Đúng không ạ? Các bạn không phải lười học đâu. Mà đấy là một cái tâm lý của các bạn đang mất động lực để học tập. Đúng không? Và nó mất động lực không phải đến từ cái việc các bạn sao nhãng, các bạn như thế này như thế kia đâu. Hay là các bạn bị học sút, bản thân các bạn đang gặp một cái áp lực rằng là các bạn phải thi đỗ, các bạn đang gặp một cái áp lực về điểm số, áp lực về gia đình, áp lực chính bản thân các bạn tự tạo cho mình nữa. Đó, thế cho nên các bạn cảm thấy rằng là có thể là cái lực học của các bạn mọi người nhìn thấy nó không giảm, nhưng chính các em đang cảm thấy nó giảm. Nhưng mà theo chị thì đấy lại là một cái tín hiệu tốt, một cái tín hiệu tích cực rằng các bạn phải tiếp tục tiến lên. Đúng không ạ? Nếu các bạn chấp nhận đứng ở đây, nếu các bạn chấp nhận đứng ở đây và mãi mãi thất bại như vậy thì chắc chắn rồi, chẳng mấy tháng nữa chúng ta sẽ thi thôi. Đúng không ạ? Cho nên là những cái lời tâm sự của chị chỉ hy vọng một điều rằng chính bản thân chị cũng không thể giúp cho các em quá nhiều. Các bạn đừng hy vọng quá nhiều vào người khác. Đúng không? Chị cố gắng một tuần vài buổi live. Học văn chị Hiên cố gắng, nếu như em tham gia khóa học văn VIP thì chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, nhưng cũng không phải là chúng ta gặp nhau từng ngày một, từng giờ một, đúng không? Mà các chị sẽ cố gắng sát cánh cùng các bạn nhiều nhất có thể. Còn lại thì các bạn sẽ phải tự mình nỗ lực để tiến lên. Và khi các bạn nỗ lực tiến lên thì các bạn, chị hứa với các bạn, cái thành quả của các em, cái kết quả mà em đạt được, nó sẽ không khiến, ít nhất là nó không khiến cho em thất vọng. Và nó không khiến cho em hối hận như chị đã chia sẻ cho các bạn đấy. Nhá. Kiểu em mất gốc tiếng Việt, sao lại mất gốc được Phi Đức ơi? Sao lại mất gốc được nhỉ? Chị nghĩ là mất gốc môn văn thì có thể, chứ đừng mất gốc tiếng Việt nhá. Nếu như về những kiến thức tiếng Việt thì ôn lại cũng không mất nhiều thời gian như là mất kiến thức về tác phẩm đâu. Nếu như em thiếu kiến thức về tiếng Việt thì có thể nhắn tin về fanpage để các chị có thể hỗ trợ xem sao nhá. Không hiểu sao từ lớp 8 văn em yếu hẳn đi. Hay là cảm thấy không yêu thích môn văn nữa. Đúng không? Hoặc là cái kiến thức của lớp 8, lớp 9 nó lại đang cao hơn hẳn so với, hoặc là nó đang nằm ngoài cái sự yêu thích của em. Đấy, đúng không? Hoặc là nó đang hơi lạ so với cái khả năng của em, kiểu thế. Thì chị nghĩ rằng là mình phải cân bằng lại. Mình phải cân bằng, thật sự là cân bằng lại. Và cố gắng tiếp thu được những cái kiến thức đấy. Nhá, cố gắng, đúng không ạ? Mọi thứ nó nằm trong cái từ cố gắng thôi. Chúng ta không thể làm thế như thế nào được cả. Được không ạ? Nhá, một số những cái sự tâm sự của chúng ta. Thỉnh thoảng có những buổi live mà học tập căng thẳng quá thì cũng có thể tâm sự với nhau. Đúng không? Đấy, nó giống như một cái postcard, một cái vui vẻ như thế thôi. Và chị hy vọng rằng là nếu như mà các bạn muốn tâm sự cái điều gì đấy thì các bạn hoàn toàn có thể comment ở trong những buổi live của chị. Bởi vì là
không chỉ những buổi live, không chỉ những buổi dạy kiến thức, mà cái mục đích chính của những buổi live là để giải đáp thắc mắc và cùng đồng hành với các bạn trên cái hành trình này. Một cái hành trình mà chính bản thân chị cũng đã trải qua, đúng không ạ? Và chị ở đây, học văn chị Hiên ở đây để có thể truyền lại cái động lực trên cái hành trình cùng của các bạn hiện tại, đúng không? Chúng ta có thể cách nhau rất nhiều tuổi, chúng ta có thể cách nhau rất nhiều năm, thế nhưng mà cái động lực thì chị nghĩ rằng là khi đã có động lực thì nó không phân biệt điều gì cả. Khi nào chị like tiếp vậy ạ? Hẹn các bạn tối chủ nhật nhá, đồng ý không? Tối chủ nhật cứ chuẩn bị nhiều câu hỏi đi, chị sẽ cố gắng nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Em có đồng tình với quan niệm cuộc đời mình thế này nên không thể sống khác, còn xấu xa thì không phải lỗi của ta mà là tại quá khứ, tại hoàn cảnh không, và vì sao? Các bạn chỉ cần comment cho chị ở đây rằng các bạn có đồng tình không? Các bạn có đồng tình không? Không ạ, à, ok, rất là cảm ơn Diệu. Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn chỉ cần để lại cho chị một comment rất dễ thôi. Đấy là các bạn có đồng tình không? Em không đồng tình rồi, cảm ơn Trân. Không ạ, à, rồi, chị cảm ơn Khánh. Không ạ, à, chị cảm ơn Linh Ngân. Rất tốt, đây cũng là cái câu trả lời của chị. Đó là không, đúng không ạ? Và khi các bạn trả lời câu hỏi này thì thật ra là có những câu hỏi đồng tình cũng được, không đồng tình cũng được, chỉ là các bạn đưa ra cái cách giải thích hợp lý thôi. Nhưng cái câu hỏi này thì rất nên là không đồng tình. Nếu chúng ta đồng tình thì tức là chúng ta đang sống dựa vào hoàn cảnh, đúng không? Đúng không? Chúng ta đang đồng tình rằng chúng ta sẽ sống phụ thuộc vào hoàn cảnh, và chúng ta sẽ sống một cách là như thế nào? Không tự mình nỗ lực, đúng không ạ? Thế thì ở đây không, nhưng chúng ta phải giải thích được, thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn rằng là tại sao chúng ta lại không nhá. Đó. Tại sao chúng ta lại không? Ừ, đợi chị một chút để chị tìm xem cái. À, ok, đây rồi ạ. Các bạn thấy câu 4 không ạ? Câu 4 là một câu 1 điểm, cho nên khi các bạn trả lời câu hỏi vì sao thì các bạn phải bàn luận được. Đấy, các bạn phải bàn luận được nhá. Em không đồng tình với quan điểm trên vì quan điểm đã khẳng định một cách sống đổ lỗi cho hoàn cảnh, thiếu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cuộc sống luôn vận động và biến đổi. Khi con người mong muốn, con người đều có thể thay đổi được chính mình theo hướng tích cực hơn. Hơn nữa, bất cứ điều gì xảy ra đều là do nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nên khi trở nên tha hóa, xấu xa thì đó không phải là lỗi của hoàn cảnh mà là của mỗi người. Như vậy, con người cần hiểu được chính mình và có ý thức thay đổi mình tốt hơn để góp phần vào sự phát triển chung của xã hội, chứ không nên cho rằng mọi việc diễn ra là do hoàn cảnh đưa đẩy. Đúng không ạ? Đối với những câu một điểm như thế này, đồng tình hay không đồng tình, thì các bạn sẽ phải làm nó thứ nhất là có đồng tình không? Có đồng tình không? Nếu những câu nào có hai ý thì các bạn có thể trả lời là vừa đồng tình vừa không đồng tình. Nhưng những câu nào có một ý thì các bạn chỉ có thể trả lời là có đồng tình hoặc không đồng tình thôi. Sau đấy các bạn sẽ lý giải tại sao, đúng không? Trước khi mà các bạn lý giải tại sao, trong cái lý giải tại sao này thì các bạn sẽ đưa ra cho chị ví dụ thứ nhất là các bạn phải giải thích câu nói đấy. Đấy, câu nói đó nó nói về cái gì mà em lại không đồng tình? Câu nói đó nó có nghĩa là gì mà em lại đồng tình? Đúng không? Đúng không? Đó, giải thích. Sau đó thì chúng ta mới đi lý giải. Tại sao chúng ta lại không đồng tình? Tại sao chúng ta lại đồng tình? Đấy, nhớ. Đồng ý không nào? Được chưa ạ?
Được chưa ạ? Các bạn đồng tình với chị không? Đó, thế cho nên là cái câu hỏi đồng tình này, khi các bạn trả lời được là có đồng tình hay không đồng tình, các bạn sẽ được khoảng 0,25 đến 0,5. Còn lại là tại sao thì sẽ là 0,5 đến 0,75. Cái câu đấy, thế cho nên là nhiều điểm như vậy, cho nên là khi người ta hỏi tại sao thì các bạn phải làm được những cái ý như thế này thì mới được trọn vẹn điểm nhá. Đấy, cái câu hỏi đồng tình hay không đồng tình thì có những câu hỏi đồng tình cũng được mà không đồng tình cũng được, nhưng cái quan trọng ở đây là các bạn sẽ phải lý giải được, giải thích được tại sao, lý giải một cách hợp lý nhá, chứ không phải là nêu cái gì ra cũng được. Lý giải hợp lý được tại sao chúng ta đồng tình và lý giải hợp lý được tại sao chúng ta không đồng tình, đúng không? Nhớ các bạn, nhớ chị là như vậy. Đấy, thế thì đấy là chị hướng dẫn cho các bạn về cái câu hỏi đọc hiểu của một cái đề nghị luận xã hội. Còn cái câu mà làm văn ấy, thì các chị có rất là nhiều những cái buổi live về viết văn nghị luận xã hội rồi, cho nên trong ngày hôm nay thì chị sẽ không hướng dẫn các bạn về cái hướng dẫn làm văn nữa. Thế nhưng qua cái việc mà bàn luận của các bạn về cái vấn đề ở đây thì đề yêu cầu chúng ta là gì ạ? Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về, thứ nhất, nếu như là hiện tượng đời sống thì nó sẽ là tác hại của lối sống không chịu thay đổi. Đúng không? Chúng ta là những người trẻ, chúng ta là những mầm non của đất nước, chúng ta là tương lai của đất nước thì chúng ta phải thay đổi. Thay đổi để làm gì? Thay đổi có ý nghĩa như thế nào? Nhưng nó không phải là ý nghĩa của việc sống thay đổi theo hoàn cảnh số phận nữa, mà đây chúng ta bàn luận là tác hại của lối sống không chịu thay đổi. Đó, vậy thì không chịu thay đổi, cứ sống đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không chịu nhìn nhận chính bản thân mình, đúng không ạ? Hoặc là sống theo những lối mòn, không dám bứt phá, không dám sống vì chính mình, thì nó sẽ có tác hại gì? Các bạn sẽ nhìn vào cái phần đó để các bạn sẽ viết cái dạng đề như thế này nhá. Thế còn ngày hôm nay chị sẽ không hướng dẫn cái phần làm văn, bởi vì làm văn của nghị luận xã hội thì các chị hướng dẫn rất nhiều rồi, cho nên hẹn các bạn trong những buổi livestream lần sau. Còn ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các em, đúng không? Chúng ta đã đồng hành với nhau trong một cái nội dung rất là thú vị. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta đã cùng với nhau đi tìm hiểu, chị đã hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta trả lời những câu hỏi đọc hiểu của nghị luận xã hội, một cái đề nghị luận xã hội mà nó thẳng luôn, tức là chúng ta thực chiến trên một đề luôn, để xem là chúng ta sẽ hướng dẫn như thế nào. Thay vì có một số những buổi live thì chị hướng dẫn cho các bạn về mặt lý thuyết, đúng không? Lý thuyết không thôi, và sau đó thì chị lấy ví dụ thôi, đúng không? Đó, thế thì chị nghĩ rằng là không phải là chúng ta sẽ live theo hình thức như thế nào cả, mà là gì ạ? Mà là chị sẽ cố gắng linh hoạt trong từng buổi đấy, và sẽ đưa tới cho các bạn những cái nội dung mà nó sẽ cố gắng là nó sẽ bao quát được tất cả những cái nội dung mà các bạn cần. Đó, và mỗi hôm thì chúng ta sẽ có một cái dạng chúng ta giải với nhau, có thể là thực chiến, có thể là lý thuyết, đúng không ạ? Thế nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ học văn chị Hiên. Và chị thì không cố định giờ live, buổi live, thế nhưng mà nó sẽ khoảng 8 rưỡi hoặc là 9 giờ cho mỗi buổi live nhá. Các bạn có thể like này, follow, đặt cái nút chuông ở page học văn chị Hiên gạch ngang trung học cơ sở lớp 6789. Sau đó khi nào mà chị like thì sẽ có thông báo và chúng ta sẽ tham gia, đồng ý không ạ? Và trong buổi live đó thì các bạn muốn chị like về cái gì, hoặc là các bạn có câu hỏi gì thì cứ đặt hết ở đây. Các bạn thấy không ạ? Những buổi live của chúng ta thì chị không phải là một người chỉ giảng kiến thức nữa, chỉ giải đáp câu hỏi về kiến thức nữa, mà chị còn giải đáp rất nhiều câu hỏi về kỹ năng này, về cả tâm sinh lý của các bạn. Không sao cả, đúng không ạ? Bởi vì livestream là để chúng ta cùng tương tác với nhau và cùng giải quyết với nhau những vấn đề nhá. Thế cho nên hy vọng là chúng ta cứ mạnh dạn trong việc tương tác với chị trong những buổi livestream. Còn lại thì các chị hiện tại đối với lớp 9, lớp 8 thì đều có những lớp học trực tiếp tại trung tâm. Đấy, các bạn có thể nếu có nhu cầu về học trực tiếp thì có thể nhắn tin về fanpage, hoặc có những khóa học online. Có rất nhiều khóa học online đang có nhiều ưu đãi, các bạn có thể tham khảo. Và có những khóa học đọc hiểu, những khóa học ngắn hạn, rất nhiều khóa học và những cái ấn phẩm. Ví dụ như là sổ tay văn học lớp 9 này, tuyển tập 50 bài văn tham khảo này, đúng không? Hoặc là những cái ấn phẩm đến từ những khóa học online thì các bạn cũng có thể tham khảo và xem thêm ở trên page của Học Văn Chị Hiên nhé.
Đó, thế còn ngày hôm nay cũng khá là muộn rồi, ngày mai thì cũng các bạn vẫn phải đi học đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream lần sau. Ngày hôm nay thì chúng mình ủng hộ chị rất là nhiều và đồng hành với chị trong suốt buổi livestream này. Đấy, rất là cảm ơn các bạn. Và hy vọng học văn chị Hiên sẽ trở thành một cái địa chỉ tin cậy để có thể tiếp tục cái hành trình đồng hành với các bạn. Đấy, chị cảm ơn Tĩnh Hoàng nhá. Sắp tới thì các chị cũng có rất nhiều những cái đầu ấn phẩm mới em có thể tham khảo. Chị gợi ý một số dẫn chứng cập nhật hiện nay cho nghị luận xã hội được không ạ? Ngày mai Kim Khánh thi đúng không? Một số dẫn chứng cập nhật hiện nay nhiều lắm. Chị có những cái buổi live về nghị luận xã hội đấy em ạ. Ví dụ như là về cái sự sẻ chia, cái lối sống cống hiến thì em có thể lấy cái anh shipper trong vụ cháy. Lấy cái anh shipper trong vụ cháy đấy em ạ. Đấy, một trong những cái dẫn chứng khá là cập nhật hiện nay. Rất là hay nữa. Được chưa? Đó. Trong những buổi live về nghị luận xã hội em có thể xem thêm. Chị cũng có rất nhiều những cái dẫn chứng cập nhật nữa. Thì các bạn có thể lấy nhá. Ok, rồi chị cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và những bạn nào mà sắp tới có những kỳ thi, những bài kiểm tra thì các bạn sẽ nhận được điểm cao nhất và đạt đúng như là những cái nguyện vọng của chúng ta. Kim Khánh nghỉ ngơi sớm, ngày mai đi thi làm bài thật tốt em nhá. Rồi chúc em sẽ được điểm thật là cao đối với môn ngữ văn. Đồng ý không? Bye bye, tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream lần sau đến từ Học Văn Chị Hiên nhá. Bye bye. Đồng hành cùng Học Văn Chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.